như chúng tôi đã thông tin thì miền Bắc hôm nay sẽ tăng nhiệt và trưa chiều sẽ xuất hiện nắng cụ thể như nào quý anh. Anh dạ vâng chị Trần Hằng. Thưa quý vị và các bạn, ở sáng nay khi mà chúng ta đi làm hay là đi học thì vẫn cảm nhận rõ được cái rét với mức nhiệt chỉ vào khoảng là 18 độ thôi. Thế nhưng đến trưa và chiều nay sẽ lại là một cảm giác khác hẳn. Trời ấm lên khi mà có nắng xuất hiện, nhiệt độ tăng nhanh lên mức là 22 đến 23 độ. Nhiều tỉnh thành khác của Bắc Bộ cũng tăng nhiệt rõ vào trưa chiều nay. Theo dõi trên bản đồ trường nhiệt ngay sau đây thì quý vị có thể thấy là màu xanh lạnh của ngày hôm qua sẽ được thay thế bằng màu vàng cam của nắng ấm. Nhiệt độ tăng khoảng 3 đến 4 độ so với ngày hôm qua, cao nhất là 20 đến 23 độ, riêng địa biên phủ thì có thể lên tới 25 độ. Đây là khoảng thời tiết đẹp, khô ráo ngắn ngủi trước khi miền Bắc lại chuyển mây mù từ ngày, ngày mai. Với khu vực Trung Bộ thì từ Quảng Bình tới Ninh Thuận ngày hôm nay vẫn có mưa rào bất chợt. Cục bộ có điểm mưa với lượng khá tương ứng với những vùng màu xanh đậm như thế này. Và đây cũng là khu vực người dân cần phải hết sức đề phòng với gió giật và sấm sét có thể đi kèm trong mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa trái mùa sau khoảng 15 giờ ngày hôm nay. Mưa tập trung ở Đắk Nông, Lâm Đồng và miền đông của Nam Bộ. Lượng không lớn nhưng quý vị vẫn cần phải đề phòng với nguy cơ kèm theo rông gió mạnh. Trước 15 giờ, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ cùng trạng thái là nắng nhiều. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác sẽ cảm thấy nóng rõ khi mà nhiệt độ cao nhất có thể đạt là 34 đến 36 độ. Còn khu vực Tây Nguyên thì nhờ lợi thế địa hình cao, nhiệt độ của các thành phố không vượt quá 30 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, huyện đảo Hoàng Sa trong ngày hôm nay tiếp tục cảnh báo là có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 và biển động mạnh. Phía tây của huyện đảo Trường Sa thì quý vị cũng cần phải lưu ý là có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, trời có mưa rào rẻo dài rác kèm theo đó là lốc xoáy và gió rất mạnh. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi tới quý vị khán giả. Ngay sau đây thì chúng ta hãy quay trở lại với biên tập viên Trần Hằng. Vâng, cảm ơn chị với những sự báo vừa rồi.